đời em giờ như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời, muôn ngả dòng gió chẳng bình yên. Thân em bây giờ gửi phần cho ai, đời chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân.
Xin mời anh Hồng Vinh là với nhân phẩm giỏi lòng. Chào anh, phải không? Dạ, anh chị cứ ngồi thoải mái nha. Hôm qua gì vắng buồn,
chờ nhau trong bao cơn say cô đơn vẫn thế thôi. Say ta say đêm nay chỉ vắng về, ta đã xa nhau chia tay bao lần mà lòng cứ yêu. Nhìn em đang ngồi bên ai nơi đây anh vẫn nhớ lại. Ta cứ cho ta đam mê bao lần dù lòng ta chẳng yêu. Đi lang thang đêm hoang xa xôi lòng. Là tiếng khi em bên đây em vui nhạc nhỏ giấc mơ, tình yêu ta cho nhau hôm qua dị vắng buồn, chờ nhau trong bao cơn say cô đơn vẫn thế thôi. Say ta say đêm nay dị vắng về, xa nhau chia tay bao lần mà lòng cứ yêu. Nhìn em đang vui bên ai nơi đây anh vẫn nhớ lòng. Ta cứ cho ta đam mê bao lần dù lòng chẳng yêu. Đi lang thang đêm hoang có dấu lòng. Chia tay bao lần mà lòng ta cứ yêu. Nhìn em đã vui bên ai nơi đây anh vẫn nhớ lòng. Ta cứ cho ta đam mê bao lần dù lòng chẳng yêu. Đi lang thang đêm hoang có dối lòng. Chia tay bao lần mà lòng cứ yêu. Nhìn em đang vui bên ai nơi đây anh vẫn nhớ lòng. Ta cứ cho ta đêm mơ bao lần dù lòng chẳng yêu. Đi lang thang đêm hoang có dối lòng. Đi lang thang đêm hoang có dối lòng. Cảm ơn cả nhà nha. Chương trình văn nghệ giờ này chưa có vô, bây giờ tại vì chị Ngọc Diễm vô sớm nên chúng ta chạy vô chương trình văn nghệ thật là sớm, tại vì chị Ngọc Diễm phải đi làm. Một lần nữa mà Vinh xin mến chào tình yêu bỏ chạy nha, để bé anh Đen Nguyễn mang mùa xuân đến cho nhóm lúc nào cũng vậy. Vinh xin chào em Mỹ Lệ, em Xuân Diễn Vũ, Nguyễn Maria, hello Lino come from Portugal phải không ạ? Không biết tình yêu có hiểu tiếng Việt hay không, but I can say inbox in like in Vietnamese, but my guest always Vietnamese, then I can talk in Vietnamese. Chào em Xuân Diễn Vũ nha, và mong rằng cả nhà hưởng giây phút văn nghệ và vui và thoải mái cho buổi chiều hôm nay. Bây giờ chưa phải là chương trình chính, bây giờ thì Ngọc Diễm nối tiếp bài thứ hai của chị, một ca khúc với tựa đề là Chờ Đông. Xin mời các chị hướng về sân khấu. Ngoài trời đang mưa,
Chương trình của chúng ta vẫn chưa vào chương trình chính nha. Trong khi chờ đợi chị Ngọc Diễm thay Celine cho bài nhạc thứ ba của chị, mà mình sẽ được nối tiếp chương trình với tác phẩm Xin Con Gọi Tên Nhau. Dạ, mấy chị thấy hôm nay rất là bận rộn nhưng mà cũng phải giải quyết từng vấn đề một nha. Không sao, cứ hôm nay là ngày thứ bảy, ngày mai ngày Chủ nhật, còn một ngày nữa thì thử cứ từ từ không sao. Bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn. Chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình nỗi đau mù lắm trên tuổi thơ. Phố bâng hoang vu tình lúc em đi
trong mưa gió biết ai vô về. Bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim nồng thì thầm cho ngày tháng âu phiền em qua. Bông cháo cao ngô mê rồi phai trên hàng đi, chờ khi mình nhớ về mong tay mây bay đi. Còn gì trên đôi tay nên thầm thầm dối mình cho tình càng thêm say. Phương Nam dù em còn nỗi trên môi, lời nào sang dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau còn đôi chút êm vui ngày đầu cho mình mãi gọi thăm tên nhau. Xin chào tình yêu hoàng gia nha, lâu lắm rồi mới thấy tình yêu hoàng gia quay trở lại với nhóm. Xin chào tình yêu Giang Dương và xin chào em Annie Nguyễn. Cảm ơn em đã cho anh Hoàng Vinh nhiều trái màu tím, vì con tim màu tím thật là tuyệt vời. Và Hoàng Vinh xin chào cả nhà nhé. Bây giờ bài thứ ba của chị Ngọc Diệp đã đến với chương trình, đã chuẩn bị cho bài cuối cùng để mà chỉ còn đi làm nữa. Hoàng Vinh xin được các anh chị hướng về sân khấu với tình yêu Ngọc Diệp một ca khúc với viết tựa đề là hai vì ba vì sao lạc. Mùa thu gió kéo ôm đi,
Rồi bây giờ là chúng ta đã 4:03, đúng ngay cái chương trình văn nghệ của chúng ta sắp vô mới bắt đầu. Một lần đến Hoàng Vinh và Duy Cương, ban dàn nhạc nghệ sĩ của Việt An Thanh Minh xin cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà đã giúp đỡ và ủng hộ cho Hoàng Vinh bấy lâu nay. Chương trình được phát triển có thành công hay không là do cái động lực thúc đẩy từ sự cổ vũ của các anh chị em. Thì Hoàng Vinh một lần nữa xin cảm ơn em Hoàng Gia đã tặng biết bao nhiêu món quà cho anh chị em nghệ sĩ, nhất là chị Ngọc Diễm nha. Cảm ơn bé Annie Nguyễn. Anh Hoàng Vinh ok, trời có lạnh tí xíu nhưng mà cũng còn khỏe lắm em à. Thằng này châu chạ còn chưa không sao đâu mà nhá. Mặc dù là lớn tới Duy Cường một tí xíu mà có chị dai hơn Duy Cường nữa. Cảm ơn em chị Thọ Thanh phải không chị? Em Mộng Thường Nguyễn. Và cảm ơn em Giang Dương, lúc nào cũng có mặt với anh chị em. Chào xin mến chào em Hoa Nguyễn. Nếu mà trong cái clip của mình nó nhỏ quá. Rồi, xin chào tình yêu Hoàng Gia nhá. Và xin chào tình yêu Hồ Thanh Tôn. Xin chào anh Mộng Thường Nguyễn. Xin chào em Lành Nguyễn nhá. Và em xin chào tình yêu Giang Dương. Và xin chào Hồ Thanh Tôn. Dạ, xin chào cả nhà. Thật như là chắc cũng có một số, nhưng mà bây giờ Duy Cường thì chị thấy là như vậy thôi. Vâng. Right. Vâng, thì chương trình văn nghệ được phát sóng từ thành phố San Jose, tiểu bang California vào lúc 4 giờ chiều hai ngày thứ 6 và thứ 7. Chạy ra Việt Nam là 7 giờ sáng hai ngày thứ 7 và chủ nhật. Xin các chị hãy giúp đỡ Hoàng Vinh Duy Cường bằng cách chia sẻ video này đến tay các bạn. Chỉ có thế thì chương trình của Hoàng Vinh Duy Cường mới được phát triển. Dạo này Facebook vẫn nhốt Hoàng Vinh Duy Cường nhiều lắm, mới gì chia sẻ chừng 2-3 cái nên nhốt Hoàng Vinh, chứ một cái chia sẻ là nó lên nhốt Hoàng Vinh rồi, không đợi đến cái thứ hai. Mà cứ như thế từ năm này qua tháng nọ, những anh chị em nghệ sĩ hôm nay đến thật là sớm vì chương trình văn nghệ của ta rất là dài. Còn nay chúng ta có sự hiện diện của anh kia, chị Kim Minh, anh Hoàng Lê Nhật, có một người hôm qua cháu của anh chị đang kiếm hai anh chị, hắn nói khi nào mà cháu sẽ vô đây và hắn ở Việt Nam kiếm bà hai ông bà của hắn. Yeah. Rồi bây giờ Chí Cường và anh Hoàng Vinh xin chào cả nhà nha. Rồi chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Giờ này Hoàng Vinh thấy có chị Ngân Hà và Thông Ngọc có đến đây. Và ai nữa ta? Hôm nay chúng ta có một ca sĩ lần đầu tiên đến sân khấu Việt Thanh Minh. Mong rằng những tiếng hát lời ca mới này sẽ mang lại thêm ánh sáng, mang rạng rỡ về cái sân khấu của Việt Thanh Minh. Chúng ta mở rộng vòng tay và chào đón nữ ca sĩ ở Việt Nam qua phía mặt nữ ca sĩ Thu Phương cho chúng ta chiều hôm nay à. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào chương trình với nhạc phẩm mà Từng Cho Nhau sẽ gửi đến cho cả nhà cùng thưởng thức. Chào cả nhà nhá. Nhờ cả nhà chia sẻ giúp em nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Rồi chị Mộng thấy ra nhảy của bạn cho vui nè. Đứng đó làm cái chi? Nhảy xong rồi xuống chia sẻ nha. Cà phê quá cũ cùng vui với ai, cánh hoa rơi nhẹ vườn bắt tay, nay nói với gió ban chén lao đầy, rượu ngọt làm ta khóc say, cà phê đắng làm ta thơm ngây, giấc chim bao chợt mới thấy đau, vỡ mộng rồi sinh mình ta đến đâu, đừng cho nhau lắm. Chẳng đau này, chỉ ngọt làm ta u.
uống say. Cà phê đắng làm ta thức dậy, giấc trên cao ước mơ thấy đâu vỡ mong rồi giờ mình ta đơn nhau. Sĩ Hoàng Di Tâm sẽ mời cả nhà cùng lắng nghe nha. Và sau nhạc phẩm này chị Kim Minh Văn Hoàng Lan Nhật chuẩn bị giùm em. Hôm nay anh chị em nghệ sĩ rất là đông nên Di Cường cũng ráng làm cho nó nhanh gọn để cho tất cả anh chị em thực hiện cho nó hoàn tất ngày hôm nay ạ. Nhái bầu đêm mưa kêu sao nức nở trong lòng, em đã yêu chồng còn đâu nữa mà trông. Nặng lòng miên man người xưa sao nỡ qua câu, để cho duyên đầu anh ôm sầu thương nhớ đầy vơi. Nhớ ngày hôm nào ai trao tiếng yêu ban đầu, chuyện gặp nhịp mình đơn nghĩa trầu thâu. Mặt nồng yêu thương dù cho sóng gió chung lòng, cớ sao bây giờ em quên rồi ước hẹn chung lối. Ngồi kia nghe tiếng yêu nhảy bầu, kêu giữa đêm sầu hỏi người nơi đâu, và khâu chắc cho lòng. Trời mưa tôi khóc như môi tình xưa, vì người ta hạp phố phù bông nên đã quên ân tình, bỏ anh một mình để bóng hình anh cứ nặng mang. Nhái bầu đêm mưa kêu sao nức nở cánh dài, sao mãi u người xưa đã rời xa. Giờ này chung lối cùng ai em mong xa nhau, lẽ lâu gì mình ở mỗi tình buồn nhớ dàng. Quý chị đang thưởng thức nhạc phẩm Nhái bầu đêm mưa, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Di Tâm qua thân hát của Di Cường đã vừa gửi đến cho các nhà cùng mọi thưởng thức ạ. Nhớ ngày hôm nào ai
hãy trao tình yêu ban đầu. Định nhận nhìn mình đơn nghĩa trầu câu, bằng lòng yêu thương dù cho sóng gió chung lòng. Nếu sao bây giờ em quên rồi hẹn ước chung đôi. Ngoài kia ơ nghe tiếng kêu nhai bầu, kêu giữa đêm sầu hỏi người nơi đâu. Có áo trắng cho lòng trời mưa, tôi khóc cho môi tình xưa. Vì người ta tham phố phù vân nên đã quên ân tình, bỏ anh một mình để bóng hình anh cứ nằm mơ. Nhái bầu đêm mưa kêu sao nước nở cánh dài, sao mãi u người xưa đã rời xa. Giờ này chúc đôi cuộc mãi bóng sang dầu, lẽ lối duyên mình một mối tình buồn dở dang. Giờ này chúc đôi cuộc mãi bóng sang dầu, lẽ lối duyên mình một mối tình buồn dở dang. Cảm ơn những tràng pháo tay của cô nha. Và sau đây xin mời đôi song ca Tình Yêu Kim Minh và anh Hoàng Lê Nhân với nhạc phẩm Đường Tình Hai Lối Mộc. Sáng tác nhạc sĩ Tùng Châu, xin mời tất cả quý chị cùng lắng nghe qua hai tiếng hát. Chị Kim Minh và anh Hoàng Lê Nhân. Hoàng Lê Nhân. Nhà Kim Minh xin đón chào quý vị. Chiều xuống lâu rồi nắng vàng phai, yêu chi cho lệ thắm lắm dài. Dài đôi mắt buồn bên nhau, cho tình
nào để em gây sầu khổ. Cũng phải do em yêu dối đau dàng, nên lắm trái nên kịp anh buồn gian dở. Oh,
thì mình xin cảm ơn tất cả cả nhà. À, xin chào anh Lê Hùng nha, xin chào tình yêu Hoàng Hôn, xin chào tình yêu Andy và tình yêu Vũ Tướng Tướng Vũ, và xin chào tình yêu Nga Trang và xin chào chị Nguyễn Linh. À, đây coi rất là nhiều anh chị. À, nếu có gì sơ sót thì bỏ qua nhá, cả nhà chia sẻ giúp em ạ. Và sau đây xin mời các nhà thưởng thức nhạc phẩm Lục Đời sáng tác nhạc sĩ Hoàng Minh và tình yêu của chị Ngân Hà sẽ gửi đến cho tất cả các chị cùng thưởng thức ạ.
xin mời cả nhà thưởng thức nhạc phẩm Kiếp Đam Mê qua tiếng hát của anh Hồng Vinh. Tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, may ra còn được thấy đời vui khi cơn mưa mùa đông đang tới, xin ra từ ngày tháng dòng trời. Đôi tay này vẫn chờ mong, con tim này dù lắm lòng đông, tôi yêu người bằng mỗi nghi quang, không tham vọng và không tranh oán, cho tôi chọn một kiếp đam mê. Ôi, tôi ước mơ em bỏ cuộc vui, trở về căn phòng này đơn côi, môi em xuống nói đau tuyệt vời khi màn đêm phủ lửa đôi, là thời gian cũng như ngừng trôi. Thương yêu này người hãy nhận lấy, ôm tôi đi mỗi hôm tràn đầy, trong tay người hồn sẽ cuồng say, bao khoang khó vượt bay. Tôi không cần và nghi ngại khi ai chê bai thân tôi khờ dại, tôi yêu người hồn trắng tình trong, tôi vẫn biết đời mơ. Tôi xin người cứ gian dối khi tôi hỏi người có yêu tôi, may ra còn được thấy tình vui khi cơn mưa mùa đông đang tới. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa này đơn tôi, môi em dùng nói đau tuyệt vời khi màn đêm phủ lửa đôi, là thời gian cũng như ngừng trôi. Thương yêu này người hãy nhận lấy, ôm tôi đi mỗi hôm tràn đầy, trong tay người hồn sẽ cùng say, bao đớn khó vượt bay. Tôi đã biết đời mơ. Tôi xin người cứ gian dối khi tôi hỏi người có yêu tôi, may ra còn được chút tình vui khi cơn mơ mùa đông đang tới. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa. Đừng lìa xa tôi.
những giấc mơ đừng về xa tôi, những giấc mơ đừng về xa tôi. Cảm ơn cả nhà đã vỗ tay cho Hoàng Minh nha. Hoàng Minh xin thân chạm Lê Văn Hùng. Cảm ơn em Nguyễn, bạn Quốc Trân đã vỗ tay Hoàng Minh. Cảm ơn bạn Thanh Tùng lần đầu tiên đến sân khấu Việt Anh Thanh Minh, và cảm ơn cả nhà nha, một bên phía sau mai. Cảm ơn Kevin Nguyệt Điệp lần đầu tiên đến sân khấu Việt Anh Thanh Minh. Chương trình được phát sóng từ thành phố San Jose, địa bang California vào lúc 4 giờ chiều hàng ngày thứ sáu và thứ bảy, tức là Việt Nam là 7 giờ sáng ngày thứ bảy và chủ nhật nha các bạn. Và mình xin chào tình yêu Giáng Ngọc, một nàng rất là nàng tiên, rất là tuyệt vời, rất là đẹp, nhưng mà lỗ có thứ sáu ngón tay là phải không à. Xin chào tình yêu Maria Tuyết, xin chào bạn, một người đặc biệt Loan Hà đến từ thành phố Paris có mặt, địa bang nước Pháp, cũng đã có mặt chúng ta chiều hôm nay. Hòa Vinh đã chuẩn bị bài nhạc tiếng Pháp rồi, nhưng mà hôm nay đông ca sĩ quá, chắc là Hòa Vinh có thời gian ca. Hello Mia Tuyết, cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ chúng ta nói về phần kề với tình yêu Thảo Ngọc nha. Với nhạc phẩm Tiếng Hò Từ Đất Ba Tri, bài nhạc phẩm này là sáng tác của tình yêu ba của Thảo Ngọc nha, và Linh Bảo, ba của Thảo Ngọc và Linh Bảo cũng vừa mất trong hình như là năm ngoái, gần một năm, gần một năm phải không ạ? Vâng. Bây giờ mà bên mời các chị, anh chị hướng về sân khấu nha. Đặc biệt một bài hát chưa bao giờ chúng ta được nghe, mà bên sự giới thiệu Thảo Ngọc với tiếng hú từ đất Ba Tri. Oh,
your credit. Quý chị thấy bài hát ba của chị Thảo Ngọc rất là tuyệt vời phải không ạ? Nhưng mà không biết tại sao mà phải là Ba Tri từ nhỏ lớp mà bên chưa nghe Ba Tri là một địa danh ở Việt Nam nào ở đâu bên không biết à? Huyện Ba Tri hay có hả? Mà Vinh biết, nhưng mà một Vinh ba sợ quá thì có. Cái Ba Tri thì tôi không biết. Có ông già Ba Tri nè hả? Mà Vinh thôi giới thiệu quý vị bà già Ba Tri đang ở đây ạ. Rồi bây giờ xin mời cả nhà thưởng thức với nhạc phẩm Chờ Đông và tiếng hát của tình yêu Thu Phương sẽ gửi đến ca sĩ đến từ Việt Nam nha. Chúng ta cảm ơn máy bay mới được qua tới đây. Lần đầu tiên chúng ta vỗ tay coi như là ủng hộ cho tinh thần ca sĩ ca thật hay chiều hôm nay nha. Lần đầu tiên đến sẽ có Việt Thanh Minh. Xin giới thiệu cả nhà tiếng hát Thu Phương. Rồi xin mời các nhà. Vâng, em không chờ mùa đông, em chỉ chờ mùa đông thôi. Mùa đông lạnh lẽo mà em cứ đáng em ngồi chờ. Lý do quý vị sẽ được biết sau đây. Nguyện cầu ta mãi bên.
Cường đi đâu mà kiếm được một tình yêu đẹp, dễ thương. Mà ca với hai và ba quý vị, à, Thu Phương có vào trong Facebook mà trả lời biết bao nhiêu là món quà tặng cho Thu Phương nhé. Phải vào trong Thu Phương có Facebook cho các bạn. Không phải như chị Kim Minh với anh Hoàng Lê Nhật là không thấy đường, mà Thu Phương thấy đường rất là rõ. Còn trẻ mà, thì dĩ nhiên Thu Phương sẽ vào trong Facebook và cảm ơn các cả nhà đã gửi tặng cho Thu Phương quá nhiều món quà và lời khen mà mình không biết nói làm sao. Tự động mình vào cái phần của em ca đó nha. Rồi một bên chào, xin trân chào những anh em mới đến là Kevin Diệp nè, Thanh Tùng là Miyata. Thì chương trình văn nghệ của Việt Nam bắt đầu từ 4 giờ chiều ngày thứ 6 và ngày thứ 7 nha các bạn, được phát sóng từ thành phố San Jose, tiểu bang California. Một bên khám giờ không biết nước Pháp bây giờ mấy giờ, không biết nước Bồ Đào Nha, Portugal không biết giờ này mấy giờ, nhưng mà chương trình là không biết gì tới như thế thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Hòa Vinh và anh Chí Cường các em như nghệ sĩ. Hòa cảm ơn Huyền Nguyễn nha. Bây giờ Hòa Vinh nói anh cũng thả thả tim rồi. Xin chào chị Giáng Ngọc nha. Vâng, chào Giáng Ngọc. Giáng Ngọc hồi nãy biết nói lộn nha, nàng rất đẹp, học đây có 6 ngón tay, có 7 ngón tay lận. 6 ngón, 7 ngón gì ngón nào cũng đẹp hết. Rồi, bây giờ xin mời thích cái hộp xoàn nằm chỗ này nè. Rồi, bây giờ xin mời chị Hồng Dương với nhân phẩm Đoạn Buồn Đêm Mưa, sáng tác nhạc sĩ Tú Nhi. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức. Đêm mưa đã buồn ráo rít một cặp bà chị này nữa. Đêm mưa xin chào cả nhà. Để cho em yêu em, để cho em yêu anh, tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Để cho anh yêu em, để cho em yêu anh.
Vinh xin chào bạn mới là bạn Minh Thành, lần đầu tiên văn đến chương trình văn nghệ của Việt Thanh Minh, 4 giờ chiều xong xe California nước Mỹ nha. Mà không biết chỗ bạn ở mấy giờ nhưng mà chương trình mới bắt đầu được gần một tiếng thôi. Rồi bây giờ nói với văn nghệ mà Minh chào hướng sân khấu với chờ trở lại của chị Kim Minh, chuyện tình người không biết đàn áo à.
Dạ, Kim Minh xin trân trọng cảm ơn cả nhà. Và bây giờ với nhạc phẩm mà rút tình về với quê hương và sự yêu cầu của tình yêu Annie Nguyễn, với nhạc phẩm Vui Nhộn xin gửi đến chào tất cả quý chị. Rồi mời Mộng Thiến lên, chúng ta hai chị em mình nào chúng ta đã qua lên phần 2 của chương trình nha. Một lần nữa Mộng Vinh và Di Cư xin cảm ơn sự ủng hộ cả nhà. Rồi chúng ta xin mời Mộng Thiến sân khấu à. Mộng Thiến không lên, Mộng Thiến ngồi đó, Mộng Thiến đúng rồi, chứ đã chỉ ngồi mình không lớn tuổi rồi thì mình exercise một tí xíu phải không chị yêu? Đúng rồi, lúc đó mình mới trẻ nè. Anh xin đưa em về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về quê hương mới chân. Một chàng trai bước chân em anh sau như buồn ngọn đèn. Lạc lẽ đã cắm hoa đen giữa sâu em đưa vào lòng. Anh thôi anh đưa về quê hương ta sau không. Anh theo em đi về. Học sẵn như gái chưa quen, ngỡ chung xuân sao chào đón. Bởi chàng nghệ sĩ khen hát, thấy em đưa nhau hòa đàm. Bảo không thấy kìa. Không thấy gì cũng được hết trơn, vì sao có không thấy là được rồi. Chứ thấy là có chuyện đúng không ạ? Rồi Mộng Thiên có nón lá lên bài này luôn chị Mộng Thiên. Đường về miền Tây
lệ lôi chiều nay. Kiếp sao bay năm nào, giờ sao sao quay trở về. Trắng đôi bàn tay tầng táo bên mẹ nhà, nhìn em áo hoa theo chồng. Em đã về rồi sao, hỡi con sao non ngày xưa. Đường đời lắm gian truân, nên em nhớ thương quê nghèo. Người kia còn nghe tiếng ai ru âu, kia sao bay bỏ bạn, giờ sao sao quay trở về. Ngày nào em không thấy nó ngừng luôn phải không ạ? Ra chưa? Hôm nay người ta không thấy mà cá mập thấy Duy Cường bước một đó một chặt là Duy Cường bay ra khỏi sân khấu rồi phải không? Không mà không sao, thì bây giờ mình cứ chơi cái màn nhỏ chút xíu rồi nha. Bây giờ mình cái tội miệng chọt chẹt chống ông Hoàng Vinh nó vậy đó. Nhưng mà không, có một nàng đẹp thôi à, không, hai nàng đều xấu. Thằng người đây đẹp nè. Nếu chị đã thân thức nhân phẩm ước em chịu đời và tiếng hát đẹp mà Như Phương đã vừa gửi đến cho cả nhà. Em đã về rồi sao, hỡi con sao non ngày xưa. Lắm gian trung đợt em nhớ thương quê nghèo. Hồi kia còn nghe tiếng ai ru âu, kiếp sao bay bỏ bạn, giờ sao sao quay trở về. Ngày nào em bài nhạc khán giả quá ném quá nhiều bom kìa. Anh chị em phải nhận cho đầy đủ và trả lời nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Và sau đây xin mời tình yêu Ngân Hà với nhạc phẩm Nắng Lên Sớm Nghèo sáng tác nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ.
rồi bạn này không chưa đạt, bạn này chưa có nhắm múa nắm cần nhắm múa nắng lên sống thật là nghèo không thì bây giờ có Mộng Thí bước luôn về bước luôn Mộng Thí thảo nào bước luôn bây giờ không sao bà chim sáo ngoài sữa ngoài bên chờ đợi cho đầy đủ đó. Có người nào chúng ta quậy người đó nè, những ba nàng tiên, một nàng màu hồng, hai nàng màu vàng. Đúng rồi, sân khấu không có chờ đợi được nha. Cứ có bao nhiêu nàng tiên, nàng tiên chú phương không vào vàng đâu chạy mất tiêu. Bây giờ chơi đại đi chứ giờ đợi biết chừng nào mới xong. Như Ngân Hà thấy rồi phải không ạ? Ba nàng tiên mà còn không thấy nữa là một bên chiêu tụa, chịu thua tình yêu vắng ngập luôn nha. Bây giờ rồi, xin mời anh
Nhật Linh với nhạc phẩm Đêm Lạnh Trong Tù, sáng tác nhạc sĩ Viễn Châu. Vâng, tại vì sống không có đàng hoàng, Thảo Ngọc đi ra và đồn cảnh sát nói nhà Nhật Linh ban đêm ra ngoài đường, người ta bị nhốt trong tù á. Vào đêm thức nhìn gió lùa sương khuya, lòng buồn rời rời băn khoăn gian cung gian. Ôi tâm trí vàng vành như mơ, có ai đâu mong chờ, trời đêm thế ngắn như tờ. Bao nhiêu bóng hình trở về lòng cô quạnh
với kẻ ngồi thao thức suốt cánh khuya của đêm lạnh trong. Sau đó một bài tiếng Pháp yêu cầu của tình yêu Loan Hà, cứ ca là ca nhưng mà không biết nó ra làm sao, sai thì lắng nghe nghe các nhà bên có hiểu lên luôn. Anh mong chờ mùa thu
bao chốn thiên thai và cánh chim ngậm ngưng không muốn bay. Mùa thu quyến rũ anh mới rồi. Mây bay về đâu cuối trời, mưa rơi ngậm sương lá vàng. Duyên ta từ đây lỡ làng, còn đâu những chiều dệt cung đàn yêu. Thank you.
bây giờ trong bản nhạc đây nha, hỏi mà Minh hiểu gì, Minh không hiểu gì nhiều, chỉ biết rằng NDT Sisoli nàng đẹp như bông hồng, thành ra Nhật Linh không bao giờ dám yêu nàng, thành ra Nhật Linh mới vào trong đêm ngọng trong tù phải không ạ? Tôi không thể nào không bao giờ quên nàng được. Je ne plus oublier jamais. Xin mời cả nhà thưởng thức nhạc phẩm qua tiếng hát của chị Thông Ngọc. Say như ly rượu tình, ly rượu nào cũng nhận được, đừng bao giờ nhận ly của Nhật Linh nha. Mà vô trong kia nằm với ổng, được ca nhạc giọng cổ với ổng nha. Nhớ nhà Thông Ngọc. Về bắt
Grammarly makes good. Quá là tình luôn, anh Nhật yeah. Linh đó là hai đứa mình dìu nhau vậy đâu ở nè. Ba Trí. Chỗ đó có nhà tù đặc biệt cho anh Tô Yên Ương nha. Thôi cho ông mộng mơ đi, kiếp sau đi. Kiếp sau tự tính bỏ. Kiếp sau và mãi mãi sẽ không bao giờ thành sự thật. Xin mời các nhà thưởng thức nhạc phẩm Như Ly Rượu Tình, sáng tác của nhạc sĩ Song Trà và tiếng hát của chị Thắng Long, xin gửi đến cho tất cả các chị cùng lắng nghe. Hãy subscribe.
Hùng nói, anh Lê Văn Hùng, anh Lê Văn Hùng nói là ca hay quá, rất hay luôn kìa. Rồi bây giờ đến nỗi mong hàng xóm ông xỉu à. Bây giờ xin mời cả nhà cùng thưởng thức với nhạc phẩm Má Tiếng Hát Của Tình Yêu Thu Phương. Chuyện tình không dị vãng. Thường thường là chuyện tình chúng ta một cái dĩa vãng, một là đau thương, hai là buồn. Mà chuyện tình không dĩa vãng chắc bữa nào đi vào tòa ngọc với Nhật Linh. Cái chương trình Halloween không có dĩa vãng, không có bóng tối, không có ánh sáng luôn. Dạ, Thu Phượng nha, chứ không phải là Thu Phương nha. Thu Phượng nha, ôi, Thu Phượng. Chính là bây giờ tại vì Việt Nam không bỏ dấu. Dạ, trong tương lai mà đi theo đoàn này là mai mốt là coi như là trên 300 cái áo dài nha cái này. Hư giống như Thảo Ngọc. Hồi đó không áo dài nữa, bây giờ có 300 cái áo dài. Hư giống Thảo Ngọc mà còn ở bên Việt Nam còn chuyển qua tiếp nữa kìa. Chuyển cái nào máy bay nó không nhận nữa thôi. Rồi chúng ta hướng về sân khấu với Tình Yêu Thu Phượng. Chuyện tình không bao giờ có dĩ bản gì cả. Dạ, em xin chào, em xin chào. Chia sẻ nhá, cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.
xa vời, đời có vui với ai, cả áo xanh quen màu, thương mỗi ơn tình xưa. Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi, và ước mơ những gì. Rồi quên cài đèn soi bóng đêm, sương rơi chân mềm, sao rơi bên thềm, hàn cây giá bằng xoay cơn mây đầy tìm đến bên em. Nhảy tưng tửng lên. Và chị kia bảo cô ca hay quá, giọng ca hay nhờ rung, mà rung là tại vì lạnh đó nhá. Xin chào tình yêu Nguyễn Quang Tú nha. Dạ chào cả nhà. Lần đầu tiên đến sân khấu Việt Thanh Minh ngồi bên thứ 4-5 người, nhưng mà chạy nhanh quá mình không thấy đường, nãy giờ bị Duy Cường nó nói mình quan quan hết. Là xin nhắc lại nha, 4 giờ chiều ngày thứ 6 và thứ 7 chương trình phát sóng thời gian nghệ từ thành phố San Jose, tiểu bang California, tức là thứ sáng sáng ngày thứ 7 và chủ nhật khởi đầu ở Việt Nam phải không ạ? 7 giờ sáng. Xin mời quý vị đến tham gia hàng tuần. Xin cảm ơn, thành thật cảm ơn mọi người, cảm ơn chân thành nhất. Và sau đây xin mời người đẹp Hồng Dương lại với nhạc phẩm Ngày Xưa Anh Nói. Xin thắng nhạc sĩ Thanh Tuyền, xin mời cả nhà cùng lắng nghe bài hát của tình yêu Hồng Dương. Thank you.
Kim Minh nhắc bài cái bài múa vô các anh chị làm ơn thay dùm cái màu vàng nhé. Em là con chim đó. Vâng. Quang đấy nhiều. Kim Minh xin kính chào cả nhà. Thank you.
Hãy
có ngờ đâu một đêm đắng nhờ cầm tay đàn đàn mẹ hỏi người yêu anh bóng cầm mới kìa dừng nắng giờ anh sợ tình ta cũng dở thôi tình tan dở theo mùa trắng tàn úa bây giờ là chim sáo ngày xưa rồi xin mời các chị ra với nhạc phẩm nhạc tự do ngày xưa. Ai muốn làm sao làm mà bên ngoài sao vậy ba mà rồi xin mời chúng ta có năm con sáo mà đây chiều nay chúng ta có năm con sáo chúng ta có con sáo Mộng Thúy chúng ta có con sáo Thảo Ngọc con sáo Ngân Hà con sáo Hồng Dương và con sáo Thu Phượng năm con chim mà lúc luôn. Rồi xin mời cả nhà rồi ra để chúng ta rồi tình yêu nào trễ chuyến bay thì chờ chuyến bay khác nha. Vâng. Rồi không sao. Rồi xin mời. Rồi tình yêu nào trễ chuyến bay thì cứ chờ chuyến bay khác nha. Cả không có nhạc sinh nè. Yeah.
Chim
À, cảm ơn tình yêu Thanh Bình nha. Thanh Bình nói tuyệt vời. Các anh chị ơi, hoa tươi Sài Gòn em hái hết tặng anh chị nè. Rồi, cảm ơn tình yêu Thanh Bình rất là nhiều. Trời cảm ơn ơi. Cả nhà đã có lời khen nha. Chim sao bỏ bên bên đây mà tặng nhiều bông dữ vậy. Xin chào tình yêu Long Hoa. Buồn nha, cái đó là buồn nha. Cảm ơn Nguyễn Nguyệt, cảm ơn tình yêu Thanh Bình, cảm ơn Giáng Ngọc, cảm ơn ai nữa. Cảm ơn chị Tịnh Nguyễn, cảm ơn em Vân Mai, cảm ơn em Long Hoàng. À, lần thứ ba anh sẽ khóc hay không ạ? À? Và cảm ơn cả nhà nghe bên thiếu ai nữa thì xin lỗi nha em. Xin chào tình yêu Thấm Thấm nha. Thấm Thấm rất là nhiều á. Vâng, và dĩ nhiên tình yêu Annie Nguyễn, người đã cho anh ngọn vinh quá nhiều trái tim màu tím. I know that. Ok, cảm ơn em. Và bây giờ chúng tôi xin được bài nhạc phẩm Sai Lầm của anh sáng tác nhạc sĩ Đinh vâng. Dũng. Chúng ta vào phần cuối của chương trình. Di Cường là người mở màn cũng người chấm đóng cửa phải không ạ? Sai lầm lớn nhất năm mất trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn áp em theo cả cuộc đời. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, thì không có anh em đâu làm thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, sợ theo bước anh em sẽ đến đâu cuộc đời.
Cảm ơn cả nhà. Mình nói không, sai lầm lớn nhất của Duy Cường là tại mơ lo mê nhiều thứ mà để quên em bé Annie tại sao lâu kìa. Bây giờ em nói em giận anh rồi, em không tìm nhìn anh nữa. Em chỉ muốn là giận anh rồi, không muốn mặt anh nữa kìa. Không mau năn nỉ tối nay nha. Rồi, xin mời cả nhà thưởng thức nhạc phẩm và Trăng Tỏ hai miền sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Duy Phước. Và tiếng hát đêm Duy Cường xin gửi đến cho cả nhà. Vì đó là bà chàng đó. Đó yêu thương nhiều
tiên giờ xin ước nguyện mãi trọn về góc mê. Giờ mình chia tay ai nhớ chân ai chẳng tỏ ai biết. Giờ xin ước nguyện mãi còn về góc cảm ơn tình yêu Lê Văn Hùng đã ủng hộ Duy Cường hết sức mình luôn, gửi quá nhiều quà tặng. Bây giờ chúng ta thay đổi một chút đơn giản nha, không có thèm chơi với Duy Cường nữa, tại vì sai lầm quá lớn rồi. Bây giờ chúng ta quay về chị Căn Hà dễ thương hơn nè, một hoàng hôn màu tím. Yeah.
nhớ thương anh. Em buồn, em không biết đi làm gì. Em đi bán rau, không có rổ rau. Chiều nay, chiều tím hoàng hôn, em bán rau không được, em về nhà, em bông bán rau em ngủ. Rồi xin mời anh Hồng Vinh đến với nhạc phẩm mà Dấu Chân Địa Đàng. Một bài thôi, sau rồi trả cho Thảo Ngọc xin trở về phòng nhé. Rồi sau nhạc phẩm này, tình yêu Thảo Ngọc chuẩn bị giùm em nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giao trang bước qua. Rồi chúng ta lại thay đổi không khí văn nghệ ngày hôm qua căn bản rất là sôi động. Bây giờ chúng bên Thảo quay về thăm Ngọc Bàn và bạn rất là buồn ngủ phải không ạ? Xin trả về không còn cái gì ở lại, có gì đâu mà trả, xin trả về không. Một ca khúc của Kim Thoa mà Thảo Ngọc tiến tặng cho tình yêu Nhật Linh phải không ạ? Trả về tất cả, quay lưng là quên hết mọi thứ phải không ạ? Thì xin hãy nói.
sĩ hát hay xinh đẹp. Xinh đẹp thì có hát hay không biết, một là hát hay không xinh đẹp, hai cái nào đi chung với nhau mà có nghĩa là lấy xíu à. Thôi Nhật Linh lên tiếng đồng ý liền đó mà. Rồi hãy nghe lời người đàn bà trả lời nè, chứ những người đàn ông ở ngoài đường kia nè, tiền thắng thì tình thua, hãy nghe cho rõ, hãy nhìn cho kỹ nha. Một tác phẩm của Phương Tử Long qua trình bày của tình yêu Thu Phượng. Cảm ơn chị chiều hôm nay ạ. Xin chào anh Nguyễn Sinh nha, xin chào cả nhà. Dạ, chào Nguyễn Sinh, chào Ma Giá Ta. Cảm ơn Lê Văn Hùng. Chương trình bắt phát sóng hàng tuần Việt Nam từ 7 giờ sáng ngày thứ bảy và chủ nhật nha. Hôm nào anh hỏi em câu rằng
Xin mời chị Kim Minh lời với nhạc phẩm Mùa Xuân của Mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe và tiếng hát của tình yêu Kim Minh. Xin chào chị Chuyên Phạm. Dạ, Kim Minh xin kính chào cả nhà. Xin chào tình yêu như giấc chiêm bao. Chim bao, người anh em hiền, và tình yêu hồng hiền.
ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Một
Mình xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Xin chào cả nhà. Trời dễ thương quá. Giống như là em bé bong bong. Xin mời quý chị thưởng thức nhạc phẩm Đoạn Buồn Cho Tôi. Và sau nhạc phẩm này chúng ta có một màn vũ nhạc nhắn nha. Đó, chị thấy thấy không áo? Áo màu đỏ thì tốt, mà không màu đỏ trên màu xanh màu gì cũng được. Thôi ngọt đoạn tuyệt rồi thì nhập lên cái buồn thôi. Một ngày, từ ngày mới yêu nhau, mình ngang ngỡ không dám dở tình đâu. Tình còn ngày mà người tình đã quên, người đành lòng không xoát nhau, lạnh lùng mà đi không. Trong tôi
nhịp đàn ca thế tôi cho nhân gian muôn kiếp. Chắc xin cảm ơn cả nhà. Rồi xin mời cả nhà ra với nhạc phẩm nhạc nắng nhé. Xin mời cả nhà thưởng thức nhạc phẩm nhạc nắng và tiếng hát của tình yêu Thảo Ngọc xin gửi đến cho tất cả các trường.
giờ Hòa Vinh xin mời tất cả những nghệ sĩ chúng ta ra sân khấu để chúng ta ca bài nhạc để mà chào tạm biệt cả nhà. Một lần nữa xin cảm ơn sự ủng hộ cả nhà, mong rằng chúng ta có hưởng những giây phút văn nghệ thật vui vẻ với nhau. Hẹn gặp cả nhà tuần tới nha, vào 4 giờ chiều San Jose California nước Mỹ, tức là 7 giờ sáng Việt Nam mỗi ngày thứ bảy và chủ nhật. Mời tất cả anh chị nghệ sĩ chúng ta ra sân khấu ạ. Cuối cùng sao đâu chị Hồng Dương, chúng ta có chị Ngân Hà, chúng ta có Thu Phượng, chúng ta có chị Bạch Tiến, chúng ta có chị Mộng Thúy, chúng ta có chị Kim Minh, chúng ta có anh Nhật Linh và chúng ta có anh Hoàng Lãi Nhật và Hoàng Vinh Duy Cường. Một lời cảm ơn cả nhà. Trên đường ban